Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái clip hôm nay tiếp tục quay trở lại chế độ Zombie Nano nâng cấp. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về tính năng, đó chính là bắn được nhiều Q thì càng nhiều đam nhá. Em hàng hôm nay mình sẽ làm đó chính là cây sáu nòng đám mây anh em ạ. Tính là em nói lâu rồi, tại vì lần trước có một trận mình bắn một phát một được 80 Q nhưng mà mình quên không quay. Thế là mình dỗi mình không làm cái cây này từ lúc đó đến giờ luôn anh em ơi. Cứ lâu lâu kiểu vô chế độ này nghịch nghịch nhưng mà quên không nhấn record cái thôi. Lên vị trí anh em ơi. Nào, đam tầm này là 6 kill rồi. Trời ơi, chị tá tính chạy đi nhưng mà đâu có được, đâu có được. Cái cây sáu nòng này khác gì vô địch thiên hạ trong cái chế độ càng bắn càng lên đam ở đâu anh em. 8 mạng rồi. Bây giờ chỉ cần đấy đạn loạt một phát vào đầu thôi là thôi ngòm cụ tỏi. Bạn zombie nào đâu thích chơi mình thì vô đây. Chỉ sợ tôi trưởng bom trưởng ngòm cụ tỏi mình thôi. Ôi bạn ơi, tại sao ngồi trên này không ấm mông cái dao mà lại nhảy xuống đấy vậy? Khiêu khích tơ vách ạ. Nước sởi ngon. Ông định mệnh thằng nào két, định mệnh két lưỡi dài thế không biết. Liếm từ cái vương trời nào mà nó liếm được con tơ vách của mình vậy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Các bạn zombie bắt đầu đông lên rồi. Úi sời ơi, thốn tới rốt. Tơ vách bốc hơi thần trướng. Các bạn zombie ơi, lên đây đi các bạn ơi. Đừng trốn ở trong nhà nữa. Làm việc có năng suất lên anh em ơi ha. Chạy nhanh thế. Chạy nhanh thế, chạy nhanh thế. Ui đam to, đam to. Đam to rồi, đam to rồi. Úi ôi. Phê lòi, phê lòi. Phê lòi. Chỉ sợ như anh tơ trưởng bom, anh ấy định mệnh trưởng bom thần trưởng lên đây thôi. Chị ta tàn hình thì tính móc lốp à. Từ từ đeo lên đạn cái. Ui đạn. Chạy nhanh thế nhở. À cơ hội đấy. Cũng là cơ hội đấy. Nhưng mà chỉ một giây thôi. Bốc hơi ngay. Sổi mấy anh zombie mười mấy ca máu bây giờ đã gọi là không còn gọi là đối thủ của mình nữa rồi anh em ạ. Trời ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đang khủng khiếp quá. Mấy zombie trốn hết trong nhà rồi. Để đây đi các anh ơi. Úi dồi ôi, zombie non mà trâu thế. Tớ phải chạy hơi nhanh nhá. Úi dồi ôi, tớ lửa các mà đít. Úi dồi ôi, chạy nhanh quá làm gì để bị ngã. Cứ chạy chậm chậm như mấy zombie này không được à. Lòi mồm. Còn có vài giây thôi mấy anh ơi. Test cận chiến nào. Úi dồi ôi. Một chọc cận chiến không đi kìa. Phê lòi anh em ơi. Đây ơi, cuối cùng đã kiếm được thêm một trận nữa rồi. Thì lần trước mình cách đây cả 2-3 tuần trước mình đã làm về cái cây này rồi em ạ. Ôi, sao có thằng zombie nó ở trong thò lò trong cái màu đỏ này. Nhưng mà hai lần, một lần hình như mình bắn được 80 mấy kill, một lần mình bắn được 70 mấy kill. Hai lần mình không record anh em, đều không quay. Thế là mình cay quá, mình không làm cái cây này luôn. Não cá vàng đích chịu được. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào, cách bạn trẻ. Những bạn zombie non. Cái chế độ tính năng này bây giờ anh em chiến binh khỏe lắm anh em ạ. Úi xồ. Lên chơi nhiều lúc có 2-3 game nhưng mà anh em zombie không nát là chiến binh xuống nó ào, nó bắn sấp mặt zombie hết rồi. Đây, cơ hội, đây, cơ hội của mình. Liếm kill, liếm kill. Úi dồi ôi, sao cứ bắn còn tí máu là mấy anh phóng lụ đại bác các kiểu vậy. Phải để con nhà người ta chạy đấy chứ. Để mình liếm đấy chứ. Đây ôi, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Bạn nào bắn choáng tuyệt vời quá. Multi kill. Multi kill. Multi là loài mồm. Multi là loài mồm. Sổi toàn zombie non. Úi dồi ôi, multi loài mồm. Multi loài mồm. Multi lòi mồm. Về quá, về quá. Anh tớ đừng chửi bom em đi chỗ khác chơi đi anh ơi. Lòi mồm. Lòi mồm. Lòi mồm. Về tê nhờ. Trời ơi, ông này chửi bom bên đấy. Trưởng làm sao được. Trưởng làm sao được. Ôi
rồi. Ôi, chị tán đâu ra đây. Ui, hero cho chắc. Đây, mình đến với các bạn ơi. Hero quét. Ui, 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 ui. Ba anh tơ. Một đường múa thôi là ba anh tơ ngỏm cua tỏi thôi. Nào, tiếp tục nào. Múa dẻo quá anh em ơi, múa dẻo quá anh em ơi. Nó phải quét hết. Quét hết. Chạy đi đâu đâu mà chạy. Zombie non chạy làm gì. Nào nào anh tơ, anh tơ. Hang ye. Xời. Phải thế nhá, 46 kill rồi. Ngon. Ôi, ai à, chị quen, chị quen, chị quen. Chạy được đi đâu, chạy đi đâu hả. Ôi, thanh niên kia bị chém rồi kìa. Đỉnh của chóp, đâu, đâu, đâu. Còn có 4v2 thôi. Ôi, ông TP này đam cũng khủng khiếp lắm rồi đấy. Bắn có vài viên con y tá cấp cuối bốc hơi này thì. Chạy đi đâu. 50 kill tròn anh em ơi. Tuyệt vời, ngon. Trận cuối rồi, anh em out hết rồi. Tơ AFK luôn, không biết có liếm được mạng nào hay không. Ôi, out sạch luôn. Đấy, anh em có thể thấy là đầu game thì đây là mình còn chưa quay cái đoạn 20 giây đầu game ấy anh em. 20 giây đầu game là anh em ra chỉ thấy một màu trắng thôi. Trắng xóa. Lúc này là còn bớt flash các thứ rồi đấy. Cái chế độ này bây giờ bật lại cái tính năng chống choáng, chống khói thì may ra anh em mới chơi lại chứ. Để này chắc sao chơi nổi trời. Y hệt như cái đợt đầu chơi cái chế độ thủ cửa cái lúc mới ra. Khói choáng mù mịt. 20 giây đầu là coi như anh em táp ra coi YouTube hay là làm cái gì đấy rồi tí quay lại. Chứ không trắng xóa chả nhìn thấy gì ấy. Vào lỗ thủ thì toàn khói thôi. May ra ra cái tính năng gọi là càng bắn càng cái đam này thì còn có cái để chơi chứ. Đông rồi đấy. Cứ tưởng anh em out hết nhưng không, anh em chiến vãi lìn anh em ơi. Có chị tá cơ, có chị tá. Có chị tá, chắc tí chị tá sẽ làm lên trò trống đấy. Đấy, 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 chém đông rồi đấy, 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 đấy. Hay lắm. Đấy, anh em thấy tầm này vẫn còn smoke. Giờ vào lỗ là mấy cái smoke vào mồm luôn đấy. Chả nhìn cái gì mà bắn đâu. Tơ trưởng bom trưởng cái là không nhìn thấy cái gì luôn mà. Ui, 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 né đi, né đi, né ngay đi, né đi. Ô, không ai bị sao hết à? Không ai sao thì ngon. Ui, mẹ tơ, tên lửa lắm mà đít, phóng nhanh thế. Anh em ơi, bảo trọng nhá, anh em, tất cả anh em bảo trọng nhá, nhiều tơ lắm rồi đấy. Ui, đam to, đam to, đam to. Ui, ôi, cương làm sao được, cương làm sao được. Ủa, đông chim bi lắm rồi anh em ơi. Kiếm vị trí an toàn ngồi thôi. Ngon. Tôi chỗ bom nguy hiểm lắm này. Phải bắn luôn. Ui không được, ném vẫn ném bom rồi. Anh hero ơi, chém chết thật phách điểm em cái anh hero ơi. Anh hero chạy đâu mất tiêu rồi. Ui cái trái này nó to thế nhỉ. Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Vua Lidon, vua Lidon. Vua Lidon, vua Lidon. Nghe này bắn được có 27 mạng ta. Thôi cũng là phê rồi anh em ơi. Ok, rồi clip của mình đến đây thôi nhá. Bye bye anh em.